Xin chào các bạn nha. Chúc bà con nhà các bạn thật là nhiều sức khỏe nha. Thì hổm giờ lâu lắm rồi em không có quay cái video đăng lên trên YouTube này ha. Vì có nhiều cái việc bận quá. Thì hôm nay em có nhiều anh chị cũng hỏi rồi hôm nay em cũng quay lên này chia sẻ với bà con ha. Hôm nay trời giấc này nó mới sáng 5 giờ mấy rồi bà con ơi. Nên là trong cái chuồng của em nó còn tối quá. Thì tình hình đó là heo nái thì em cũng vẫn còn để lại ha. Để lại nè. Con. Hai con. Ba con ha. Ba con nái ha. Tình hình là để lại vẫn còn để lại ba con nái. Như hôm trước em đã có chia sẻ với bà con rồi đó. Là giá thức ăn này, giá cám nó tăng cao nên là mình không có để nhiều. Để tương đối theo vừa sức mình thôi. Heo thịt cũng vậy. Heo thịt thì cũng để vừa sức thôi bà con. Không để nhiều. Con còn nó bị ho. Thì đối với năm nay thì cái giá heo như vậy thì nói chung cũng được chứ không phải là thấp, cũng không cao so với cái tầm mà cám cái ăn này thì nó cũng không cao đâu. Hôm nay em chừa một bầy là đòi nuôi cái ở phía sau này một bầy nữa. Bầy sau này thì nó bự hơn. Mới đào ra heo thịt hết rồi nha bà con. Hôm trước em ra được 55.000 nha. 55.000 một ký á. Tối quá, mờ quá bà con thông cảm nha bà con. Nên video quay thì cũng không có chất lượng gì. Tại em quay bằng cái điện thoại nè. Nên nó không có chất lượng. Ngày phải sáng mới được. Còn lúc này mới 5 giờ mấy sáng. Còn 6 giờ gì nữa nên là ánh sáng nó chưa có lọt vô được cái chuồng nè. Bà con thông cảm nha. Video này thầy đỡ thôi chứ không có chất lượng ha. Lấy miếng mèn đi thuốc cho nó gãi cho nó luôn. Nó dễ bị tiêu chảy lắm. Nhỏ vậy nè. Cái men này để vô lỡ liếm hết trơn nha bà con. Nó có thuốc á. Nhưng mà nó có cái vị là mặn mặn. Nên là nó vô nó liếm hết trơn à. Chứ nó không có cái vị đắng. Mọi người tiêu chảy ha. Thì bây giờ đó là
cái tình hình mà dịch tả heo châu Phi á thì nó vẫn còn nha bà con, vẫn còn. Như vậy mà mình phải vệ sinh chuồng trại đồ á cho nó thường xuyên nha, định kỳ nha, đừng có bỏ phế nha. Rồi thêm nữa đó là cái bệnh tai xanh nè, mưa đầu mùa lác đác là nó sẽ có bị bệnh tai xanh, nên là bà con nên tiêm phòng nha, tiêm phòng bệnh tai xanh cho heo của mình đi. Vòng vòng đây thì hôm giờ cũng có mấy chủ kêu em đi chích heo, chích lại. Nhưng mà khi mà mình điều tra bệnh đó thì qua điện thoại thì toàn là tai xanh không à. Nên là em cũng không có dám đi. Không dám đi. Tại vì ban ngày thì em cũng ở ngoài chuồng lương không mà ít xuống đây lắm. Nhưng mà giấc tối thì em ngủ đây nè, tối em ngủ ở chuồng heo này nè, tại vì có heo con á nên là mình phải ngủ, mình cho nó ăn đêm thêm, giấc tối em cũng cho ăn đêm thêm mấy bầy heo này nè, thì nào nó lớn lớn em mới lên trên nhà em ngủ, giấc tối thì nào cũng ngủ như này hết trơn á, nên là mình sợ, mình đi mình sợ, sợ rồi mình mang khuẩn về, mình mang khuẩn trong dép giày đồ đó, mình chùi rửa mà nó không sạch á, nó đem về chuồng trại của mình thì nó cũng nguy hiểm. Mình không biết được nên là không có đi. Chừng nào mà mình làm á, làm á thì khi mà mình nghỉ chăn nuôi luôn á thì mình mà làm thì nó ok, nó an tâm. Chứ nếu như mà mình đi làm á mà nó mang cái bệnh về cái chuồng trại của mình á là mình thiệt, dữ lắm thiệt, mình không bù đắp được. Tại vì như thế này nè, nó không phải là thiệt trong một bầy hai bầy này đâu, mà nó đã vô chạy rồi là nó dây dưa suốt, nó hết năm này tới năm tới nó cũng bị dây dưa gì đó, chứ không phải là nó bị rồi là cái chạy mình nó hết luôn đâu. Nó có hết á thì nó suy yếu, nó cũng nằm đó đó, nó cũng chờ cơ hội để nó bùng phát lên. Khi đã có cái mầm nó đã vô cái trại rồi là nó khó dữ lắm, khó chấm dứt lắm, khó dứt được lắm, nên là em không có đi là gì đó, không điều trị, không điều trị là vậy đó. Rồi vậy thì thôi em chia sẻ với bà con vậy, thì qua cái video này thì em chia sẻ với bà con là mình nên tiêm phòng tai xanh cho heo ở cái thời gian đầu mùa mưa như thế này, và đề phòng dịch tả heo châu Phi bằng cách là vệ sinh sát trùng chuồng trại định kỳ nha, và luân phiên thay đổi thuốc sát trùng. Đó là trước giờ em chia sẻ với bà con là vậy, thì rất mong là bà con có nhiều sức khỏe nha, và chăn nuôi thành công. Xin chào, hẹn gặp lại bà con ở những video sau nha.